Xin mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên đầu giờ sáng ngày hôm nay. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 26 tháng 11 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá Cả Thị Trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi sáng hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất ở thời điểm này, giá vàng trên thị trường thế giới vẫn trong xu hướng giảm nhẹ. Với tỷ lệ giảm là 0,12%, hiện tại đang đứng quanh mức 1.753 đô la Mỹ trên một ounce. Với phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính từ thời điểm mở cửa phiên này cho đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.745,86 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.761,06 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ tăng khá mạnh trở lại với tỷ lệ tăng là 0,33%, hiện tại đang đứng quanh mức 105,978 điểm. Còn đối với thị trường tiền điện tử thì giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin giảm nhẹ, giao dịch quanh mức 16.500 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng tăng trở lại với tỷ lệ tăng là 0,76%, hiện tại đang đứng quanh mức 3,691% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô tiếp tục giảm mạnh với tỷ lệ giảm là gần 2%, hiện tại đang đứng quanh mức 76,500 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Theo chiến lược gia thị trường Jerome Rong của ngân hàng LG Thụy Sĩ nhận định, việc đồng đô la Mỹ yếu đi đã hỗ trợ cho vàng. Và điều này do những kỳ vọng về việc Fed giảm tốc độ tăng lãi suất được coi là dấu hiệu cho thấy tâm lý rìa hâu đã đạt đỉnh, giúp giảm bớt xu hướng đi xuống của giá kim loại quý này đã vốn hình thành kể từ đầu năm. Theo biên bản cuộc họp mới nhất của Fed, đa số các nhà hoạch định chính sách đồng ý rằng sắp tới thời điểm phù hợp để giảm tốc độ tăng lãi suất. Thị trường hiện tại đang đặt cược rằng Fed sẽ tăng lãi suất ở mức thấp hơn, đó là 0,5 điểm phần trăm ở cuộc họp tới đây. Tuy nhiên thì theo chuyên gia Jun Rong của LG cho hay, cuộc họp tháng 12 của Fed sẽ là một sự kiện hộp đen, có nghĩa là chỉ việc giới quan sát biết về thông tin trước và kết quả sau sự kiện nhưng không rõ những gì đã xảy ra. Do có sự thay đổi trong các dự báo trước và sau khi mà số liệu lạm phát gần đây của Mỹ thấp hơn so với dự kiến, điều đó khiến vàng nhạy cảm với các số liệu sắp tới, khi mà người mua muốn củng cố niềm tin về kỳ vọng xu hướng tăng lãi suất hiện thời. Theo ông Siga Chivari, nhà phân tích của công ty môi giới tài chính Reliance Security có trụ sở tại Mumbai, Ấn Độ cho biết vàng có thể tăng lên mức 1.790 cho đến 1.820 đô la Mỹ trên ounce. Do nhu cầu trú ẩn an toàn và sự suy yếu đi của đồng bạc xanh trong bối cảnh Fed dự kiến sẽ ôn hòa hơn. Còn theo ông Helgi Milling Stanley, chiến lược gia trưởng về vàng tại Strategic Global Advisor nhận định, chỉ số đồng đô la Mỹ đã tăng 10% trong năm và khi mà các nhà đầu tư chuyển sang nắm đồng bạc xanh như một nơi trú ẩn an toàn trong thời điểm kinh tế toàn cầu rơi vào trạng thái bất ổn chưa từng có này. Số liệu mới nhất của Hội đồng Vàng Thế giới vừa công bố cho thấy lượng mua vàng của các ngân hàng trung ương đã đạt mức cao nhất mọi thời đại trong quý 3 năm 2022. Nhu cầu nắm giữ vàng của các ngân hàng trung ương chiếm từ 10 đến 15% tổng nhu cầu vàng toàn cầu. Tuy nhiên thì theo người đứng đầu chiến lược hàng hóa Oleasen cho rằng, việc không thể vượt qua được ngưỡng kháng cự quan trọng 1.800 đô la Mỹ trên một ao khiến cho kim loại quý này có thể sẽ rơi xuống mức hỗ trợ 1.735 đô la Mỹ trên một ao. Còn theo chiến lược gia Daniel Pavlovic của LGU Future nhận định, tôi cho rằng giá vàng có thể vượt qua được giai đoạn này và tăng lên mức cao hơn, nhưng ở thời điểm hiện tại giá vàng vẫn bị chi phối bởi câu chuyện lãi suất. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Có doanh nghiệp đẩy chênh lệch giá mua và giá bán vàng 4 số 9 lên tới 2 triệu đồng trên lượng. Trong khi đó, vàng miếng SJC vẫn được các cửa hàng kinh doanh vàng duy trì ở mức 1 triệu đồng trên lượng giữa hai chiều. Cụ thể, giá vàng trong nước bật tăng mạnh bất chấp giá vàng thế giới đứng im trong bối cảnh thị trường kim loại quý giao dịch trầm lắng do bước vào kỳ nghỉ lễ tạ ơn của Mỹ. Trái ngược với diễn biến đi ngang của giá vàng trong phiên giao dịch sáng ngày 25 tháng 11, thì đến thời điểm cuối ngày hôm qua, giá vàng miếng SJC trong nước đồng loạt điều chỉnh tăng mạnh. Cụ thể, với giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, hay còn gọi là SJC, tăng 100.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, nâng giá mua lên mức 66,7 triệu đồng trên lượng và giá bán lên mức 67,67 triệu đồng trên một lượng. Thậm chí tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận còn tăng thêm 200.000 đồng trên lượng so với cuối ngày hôm trước đó, đẩy giá mua vào lên mức 66,9 triệu đồng trên lượng và giá bán ra mức 67,7 triệu đồng trên lượng. Tương tự thì các loại vàng 4 số 9 cũng được điều chỉnh tăng thêm khoảng 100.000 đồng trên lượng, nhưng giá niêm yết không đồng đều. Cụ thể, tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sacombank, hay còn gọi là SBG,
Giá sản phẩm vàng 24K tiến vàng Trường Thịnh được doanh nghiệp này giữ nguyên không thay đổi so với chiều hôm trước. Song thì giá mua và giá bán được niêm yết ở mức 52,69 triệu đồng trên lượng mua vào và 54,49 triệu đồng trên lượng theo chiều bán ra. Chênh lệch giữa giá mua vào và giá bán ra nới rộng lên mức 2 triệu đồng trên mỗi lượng. Trong khi đó, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận và Công ty Vàng bạc Đá quý My Hồng cùng neo giá vàng nữ trang 24K ở mức 53,1 triệu đồng trên lượng cho đến 54,1 triệu đồng trên một lượng. Chênh lệch giữa hai chiều chỉ là 1 triệu đồng trên lượng. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước hiện tại, sau đây sẽ là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi sáng hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Nhìn chung với vàng miếng SJC trong nước thì sau khi được điều chỉnh tăng khá mạnh trong phiên giao dịch cuối ngày hôm qua, đến thời điểm này thì chưa có điều chỉnh về giá. Còn với vàng nhẫn bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác thì vẫn trong xuống giảm nhẹ, hiện tại đang được niêm yết như sau. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng mua vào 6.670.000, bán ra 6.770.000. Tăng 100.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 10.000 đồng trên một chỉ chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang là 1 triệu đồng trên lượng. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 6.670.000, bán ra 6.772.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. PNG Hồ Chí Minh mua vào 6.690.000, bán ra 6.770.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. PNG Hà Nội mua vào 6.670.000, bán ra 6.770.000, tăng 20.000 ở chiều bán ra, chiều mua vào không thay đổi. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.650.000, bán ra 6.750.000. Doji Hà Nội mua vào 6.660.000, bán ra 6.760.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Phú Quý SJC mua vào 6.660.000, bán ra 6.750.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.662.000, bán ra 6.748.000. My Hồng SJC mua vào 6.670.000, bán ra 6.750.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào và bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 6.670.000, bán ra 6.740.000. Ngân hàng SCB mua vào 6.580.000, bán ra 6.730.000. Ngân hàng TBank Gold mua vào 6.660.000, bán ra 6.760.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào và bán ra. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.660.000, bán ra 6.762.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Hiện tại vẫn duy trì xuống tăng 100.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 10.000 đồng trên một chỉ chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 1 triệu cho đến 1.020.000 đồng trên một lượng và thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.670.000, bán ra 6.772.000. SJC Huế mua vào 6.667.000, bán ra 6.773.000. SJC Bình Phước mua vào 6.668.000, bán ra 6.772.000. SJC Biên Hòa, Miền Tây và Quảng Ngãi mua vào 6.670.000, bán ra 6.770.000. SJC Long Xuyên mua vào 6.672.000, bán ra 6.775.000. SJC Bạc Liêu mua vào 6.670.000, bán ra 6.772.000. SJC Quy Nhơn, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.668.000, bán ra 6.772.000. Cuối cùng là giá nhẫn bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác, hiện tại vẫn trong xuống giảm trong khoảng từ 42 cho đến 100.000 đồng trên lượng, hay giảm trong khoảng 4.200 cho đến 10.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng, và điểm này thì đang được niêm yết như sau. Nhẫn bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ mua vào 5.305.000, bán ra 5.405.000. Nhẫn bộ số 9 loại nửa chỉ mua vào 5.305.000, bán ra 5.415.000. Vàng 4 số 9 mua vào 5.285.000, bán ra 5.365.000. Cùng giảm 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra với 3 loại vàng này. Vàng 24K mua vào 5.181,9 nghìn, bán ra 5.311,9 nghìn. Vàng 18K mua vào 3.839,2 nghìn, bán ra 4.039,2 nghìn. Vàng 14K mua vào 2.943,1 nghìn, bán ra 3.143,1 nghìn. Vàng 10K mua vào 2.052,4 nghìn, bán ra 2.252,4 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như thích luôn vào quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.